Mình tên Mỹ Lợi, lên đây với mục đích là mình đưa con mình đi sang Singapore học. Con của mình là Phạm Minh Khoa, 17 tuổi, đang học lớp 11. Mình biết Kim như vậy là hồi lâu rồi, cỡ 2 năm rồi. Có ý định và cũng hẹn Kim là đến thời điểm này là mình đưa con mình lên. Và mình đặt niềm tin ở trên này và mình đã được bạn Kim dẫn dắt cho mình được nhiều cái mình hiểu biết và mình tự tin vào ở đây. Từ lớp 9 đã hỏi Kim và hai bên đã thảo luận nhau, Kim góp ý là lớp 11 đi là đẹp nhất. Tại vì nó học vừa học đến cái tầm đấy nó cũng hiểu biết được chút. Một mình nó sang bên đấy nó có thể tự lập được. Quan tâm về nếu mà học tốt nhất ấy, mình quan trọng nhất là cái chỗ ở và cái môi trường ở trường nó như thế nào, nó gần trường hay không, rồi nó có tiện hay không, và sinh hoạt hàng ngày có tiện nghi, có tiện cho bé học hay không. Đấy, những cái đấy quan trọng nhất. Thì mình mới tìm hiểu đấy là môi trường mà quản trị kinh doanh trong 2 năm. Ví dụ như con của mình học 2 năm thì nó sẽ là 19 tuổi. Thì lúc đấy nó sẽ là quyết định học như thế nào, nó sẽ là tự chủ, nó chọn. Mình sẽ tôn trọng cái ý kiến của nó. Nó dành hơn. Và bây giờ mình chọn một cái này là mình tin tưởng, là thứ nhất là anh Văn, cái môi trường sang Singapore là sinh hoạt bằng anh Văn, nâng cao anh Văn, nâng cao kiến thức và va chạm vào cái nước Singapore là tất cả các doanh nghiệp, thì con mình sẽ được học hỏi nhiều hơn. Mình lên trên này thì gặp bạn Trang và bạn Kim. Đấy, hai bạn dễ thương quá. Nhiều khi mình hỏi lập đi lập lại mình quên, lại hỏi lại chỉ tiếp, rất là nhiệt tình. Nói chung hai bạn ấy thì mình thấy là ở nơi này rất là nhiệt tình cho mình. Cái đấy lý do lớn nhất ấy. Con mình đến cái tuổi 17 là cũng cái tuổi nó tự lập được rồi. Mình muốn cho nó sống tự lập, tự lo cho bản thân. Thì mình muốn cho con mình tự lập, mình xa mình ra thì nó sẽ cứng khỏi mai mốt. Trong công việc của nó mình tin rằng nó sẽ thành công hơn vậy. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này. Và nếu như các bạn có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại comment bên dưới. Chúng tôi sẽ hỗ trợ các bạn trong thời gian sớm nhất. Và đừng quên để lại một like, share cũng như subscribe kênh này để luôn được cập nhật những thông tin du học mới nhất từ Newer Education nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Bye!